Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Xuân và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kèo Gentas Harrop này. Những kèo này theo mình đánh giá thì nó là một kèo tiềm năng nhé. Đấy, Gentas này đang xây dựng một cái mạng lưới thanh toán toàn cầu mới và phân phối một số loại tiền tệ toàn cầu trong tương lai của họ cho anh người chấp nhận sớm. Nghĩa là nó đang xây dựng một cái mạng lưới sử dụng cái tiền, cái đồng tiền này của nó để giao dịch hàng ngày thay cho cái tiền mặt của chúng ta ấy, mà tiền này là tiền điện tử nhá. Thì để làm kèo này đơn giản lắm, các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và xác minh email rồi sau đó giới thiệu mọi người vào là xong. Nhưng các bạn sẽ vào cái link này nhé, link mình để phần mô tả video này. Cái thì nó có mấy cái này, các bạn sẽ điền username các bạn này, từ 2-40 ký tự này, first name, tên, last name, họ, điền email này, nhập lại email một lần nữa, nhập password, nhập lại password. Nếu mà các bạn có thể ấn vào cái mắt này để kiểm tra 22 password này các bạn sẽ nhập giống nhau chứ nhé. Password của nó chỉ từ 6-20 ký tự thôi nhé, mà có ít nhất là một ký tự in hoa này, ít nhất một số. Đấy, chỉ có ký tự in hoa, ký tự thường và số, không có các ký tự đặc biệt nhé các bạn nhé, và 6-20 ký tự. Sau đó các bạn lấy ấn vào tích và check here này, sau đó ấn sign up. Sau khi ấn sign up xong thì lúc đấy thì các bạn sẽ vào email, các bạn sẽ vào email, xác minh email thì các bạn đợi chút mình sẽ đăng nhập này. Bạn xác minh email xong nó sẽ ra cái màn hình đăng nhập như này, đăng nhập xong nó sẽ vào cái màn hình của bạn như này này. Thì cái này nó sẽ có một cái đó là đây, đây là cái link giới thiệu bạn bè các bạn này, các bạn sẽ copy link này và gửi cho bạn bè nhé. Thì với mỗi người bạn bè tham gia thì các bạn sẽ nhận được 2946 cái token ký hiệu ASU của nó đó. ASU. Và có một cái điều nữa mình cần lưu ý các bạn này, sau khi mà các có một người nào đấy đăng ký ở dưới bạn xong ấy, đăng ký ở dưới bạn xong thì nó sẽ có một cái đó là đây này, các bạn sẽ để ý có một view verify invitation này, như của mình đây là đang có số 1 nhé. Tức nghĩa là có một người đã đăng ký tài khoản, ngoài cái việc mà bên Argentas này gửi email xác minh email họ thì các bạn cũng cần phải xác thực nữa. Đấy, đấy, ví dụ như đây là một người này, nếu như mà các bạn không để ý thì ở trong cái email của các bạn đây này, trong cái email gửi đến, khi có bất cứ một người nào đăng ký vào cái cộng đồng của họ qua email, qua đường link giới thiệu của bạn, thì bạn sẽ nhận được một cái email này này, email về cái việc là xác nhận mà đã mời một cái người đấy, thì bạn phải xác nhận thì cả hai mới cùng được cộng token nhé. Đấy, 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 nó nói rằng là đã có một cái người email này đăng ký như này. Đấy, thì bây giờ các bạn cần phải login to verify invite. Đấy, đây thì khi sau khi mình login xong ấy, thì các bạn sẽ thấy như mình vừa chỉ cho các bạn là các bạn sẽ ấn vào đây, các bạn sẽ ấn vào mục view verify invitation này. Đấy, không, các bạn sẽ ấn vào cái tên người đấy. Ở trong đây nó có hai mục, có một cái mục đó là cái đăng ký mà chưa xác thực email, thì cái mục ở trên này là đăng ký chưa xác thực email này. Ví dụ như đây là của mình có một người này, email của họ như này này, thì ở trên đây họ hướng dẫn là cái người này chưa xác thực email thì các bạn cũng sẽ chưa thể xác thực email của họ, bạn sẽ không nhận được ASU khi mà giới thiệu họ. Chính vì vậy bạn nên gửi email cho cái địa chỉ email của họ như này này, bảo họ là hãy xác thực địa chỉ email của họ để họ được cộng token và mình cũng được nhận token. Thì
các bạn sẽ gửi cho họ đường link này để họ xác thực lại nhé. Đấy, đấy là phía trên là những người mà chưa đăng ký rồi nhưng mà chưa xác thực. Còn đây ở bên dưới này là những người họ đã xác thực email của họ rồi và bây giờ đang chờ bạn xác thực, xác nhận lại để bạn nhận được token. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây này, ấn vào review này. Rồi, đấy, xong ấn vào verify này. Đấy, vậy là của mình đã xác thực hết rồi. Ấn back để quay lại. Đấy. Đấy, ví dụ như mình đây là mình đã xác thực được 4 người này. Còn một người trên này nữa mình sẽ gửi email. Hãy gửi email để nhờ họ xác thực lại nữa. Rồi, đấy, xong rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại cái... Đấy, của mình vừa là 14, bây giờ nó đã lên là 16 rồi các bạn nhé. Cái này nó tổng là sau khi các bạn đăng ký xong là các bạn sẽ giới thiệu tối đa được 6 người. Đấy, còn nếu như mà các bạn muốn giới thiệu được nhiều hơn thì hôm ấy mình đọc đấy ở đâu đó là các bạn giới thiệu nhiều hơn thì bạn sẽ phải gửi link cho nó để đăng ký nhé. Đây. Đấy. Đấy, cái kèo này thì đơn giản là thế thôi, nhưng mà quan trọng nhất là cái đoạn mà các bạn là vào để verify, view verify invitation này này. Nếu như các bạn không verify thì các bạn sẽ không được cộng token ở trên này đâu, các bạn phải vào verify các bạn mới được cộng nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn.